Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu. Tập 177. Chương 1761, Cổng sao. Trương Hằng gật đầu. Ánh mắt hắn lại chuyển sang bức tường phía sau bức tượng đồng. Trên đó vẽ một bức bích họa, người phụ nữ trong bức bích họa Han cũng là Isis, nhưng ở đây cô ta lại đổi sang một hình tượng khác, nửa quỳ trên mặt đất. Dang rộng đôi tay, sau lưng cô ta là một đôi cánh lông vũ ngũ sắc, còn phía sau cô ta là một con cú mèo, một con kền kền và một con chim trông giống chim cút. Trương Hằng nhìn chằm chằm vào bức bích họa một lúc, cảm thấy con cú mèo trên đó đột nhiên chớp mắt, nhưng khi hắn nhìn lại, con cú mèo đó lại trở về tư thế ban đầu, như thể không có chuyện gì xảy ra. Trương Hằng quay đầu nhìn cô nàng Succubus, thấy cô ta lúc này đang bận đối phó với đĩa quả việt quất và cà chua bi, rõ ràng không để ý đến cảnh tượng vừa rồi. Vì vậy Trương Hằng cũng không mở miệng hỏi cô ta. Hai người đợi trong phòng khách khoảng 20 phút, người phụ nữ Ai Cập đã đưa họ đến đây trước đó lại quay trở lại. Nói với cô nàng Succubus đang ngồi trên ghế sofa, thưa Isis, ngài đã tắm xong rồi, xin mời ngài đến phòng ngủ của ngài. Được. Cô nàng Succubus nghe vậy liền đặt nửa đĩa cà chua bi còn lại sang một bên, vỗ tay, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ra khỏi phòng. Trương Hằng thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo sau, nhưng sau đó thấy người phụ nữ Ai Cập kia đưa tay chặn hắn lại. Xin lỗi, Isis chỉ nói mời cô Chita đến, còn ngài thì xin mời đợi ở đây. Nhưng tôi mới là người thực sự muốn gặp cô ấy, Trương Hằng nói. Người phụ nữ Ai Cập đối diện mặc dù vẻ mặt áy náy nhưng lại khá kiên quyết trong chuyện này, vẫn không thu tay lại. Không sao, dù sao bây giờ cũng là thời kỳ đặc biệt, cẩn thận một chút cũng là điều dễ hiểu, hay là để tôi đi gặp cô ấy trước. Giới thiệu sơ qua về ngài với cô ấy, sau đó để cô ấy đích thân nói chuyện chi tiết với ngài. Cô nàng Succubus vỗ ngực đảm bảo. Trương Hằng nghe vậy cũng không di chuyển nữa, người phụ nữ Ai Cập thấy vậy dường như thở phào nhẹ nhõm. Còn cúi người chào Trương Hằng, sau đó mới dẫn cô nàng Succubus rời đi, rồi cánh cửa cũng đóng lại trước mắt Trương Hằng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Trương Hằng nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kẽo kẹt không thể nhận ra, hắn quay người lại, ánh mắt lại đảo một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở bức tượng đồng. Người bình thường có thể không nhìn ra điều gì, nhưng với sức quan sát của Trương Hằng, hắn phát hiện cổ của bức tượng đó so với trước đã lệch về hướng đông khoảng 3 đến 4 độ. Không ngoài dự đoán thì tiếng kẽo kẹt vừa rồi chính là phát ra từ đây. Trương Hằng đi đến trước bức tượng, ngay khi hắn đang kiểm tra xem trên bức tượng có cơ quan gì không thì con cú mèo trong bức bích họa trên bức tường sau lưng hắn lại chớp mắt. Ngay sau đó, người phụ nữ ở chính giữa bức bích họa cũng chuyển động, một bàn chân ngọc ngà của cô ta từ trong bức bích họa bước ra, dẫm lên tấm thảm ba tư, rồi đến bắp chân, bụng, ngực, cánh tay và đôi cánh của cô ta. Cả người cô ta cứ thế bước ra khỏi bức bích họa. Không, nói như vậy có lẽ không chính xác, vì vẫn còn một số thứ của cô ta ở lại trên bức bích họa, chẳng hạn như quần áo trên người cô ta. Cô ta cứ thế đi đến sau lưng Trương Hằng, bước chân nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào, giống như một con mèo ba tư vậy. Còn Trương Hằng đang bị bức tượng đồng thu hút sự chú ý, dường như hoàn toàn không để ý đến những gì đang xảy ra phía sau. Nhưng ngay khi người phụ nữ có cánh kia bước chân, muốn tiến gần hơn đến Trương Hằng thì một con dao nhỏ đột nhiên xuất hiện trước cổ họng cô ta. Tiến lên nữa thì không phải là lựa chọn sáng suốt đâu, Trương Hằng nhàn nhạt nói. Người đứng đầu trong số những người chơi quả nhiên danh bất hư truyền. Người phụ nữ có cánh bị người ta dùng dao chỉ vào cổ họng nhưng không những không tức giận mà còn thích thú nói. Sau khi cô ta nói xong câu này, Trương Hằng cũng quay người lại nhưng hắn chỉ nhìn một cái rồi lại lập tức quay đầu đi. Đừng lo, chồng tôi không ở đây. Chúa tể của địa ngục đương nhiên phải ở lại địa ngục, người phụ nữ có cánh nói. Tôi đã đọc câu chuyện của cô và chồng cô, tôi còn tưởng rằng tình cảm giữa hai người rất tốt. Tình cảm của chúng tôi không tệ, anh phải biết rằng không phải người phụ nữ nào sau khi chồng mình bị chặt thành từng khúc cũng đều sẵn sàng bỏ công sức nhặt từng mảnh thi thể về. Càng không nói đến việc tìm cách hồi sinh anh ta, nhưng vấn đề là chúng tôi ở bên nhau quá lâu rồi, nếu anh kết hôn và ở bên bạn đời của mình hàng nghìn năm, anh cũng sẽ cảm thấy chán ngán thôi. Khi người phụ nữ có cánh nói chuyện,
đôi cánh sau lưng cô ta cũng biến thành một chiếc áo choàng tắm choàng lên người cô ta. Chỉ là chiếc áo choàng tắm đó quá rộng, về cơ bản chỉ cần cô ta làm bất kỳ động tác gì, cảnh tượng bên trong vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng vì đối phương không quan tâm nên Trương Hằng cũng chuyển ánh mắt trở lại. Chương 1762, Isis đại nhân. Isis. Thật là, khi đối mặt với thần linh thì ít nhất cũng phải thêm một kính ngữ vào phía sau chứ. Isis vỗ tay. Con cú mèo trong bức tranh quay đầu bay đi, một lúc sau nó lại bay trở lại, trong miệng ngậm một chiếc máy sấy tóc, đậu trên vai Isis. Cô ở đây, vậy thì người mà Cheetah sẽ gặp là ai? Trương Hằng hỏi. Tôi không chỉ là nữ thần của sự sống mà còn là nữ thần của phép thuật. Mặc dù bây giờ sức mạnh không bằng trước đây nhưng tạo ra một ảo ảnh để lừa một con succubus nhỏ thì vẫn không thành vấn đề. Isis bật máy sấy tóc, sấy mái tóc ướt sũng vừa mới tắm xong của mình. Nghe ngươi vừa nói với hầu gái của ta, ngươi muốn tìm ta giúp đỡ. Đúng vậy, bạn tôi mắc một căn bệnh rất hiếm. Lời của Trương Hằng nói được một nửa thì bị Isis phất tay cắt ngang. Ta không quan tâm bạn ngươi thế nào, ngươi đã đến cầu xin ta cứu người, ít nhất cũng nên có thái độ cầu xin chứ. Thái độ gì? Trương Hằng nhướng mày. Vậy thì trước tiên hãy bắt đầu từ việc gọi ta là Isis đại nhân. Ánh mắt Isis lưu chuyển. Trương Hằng không quan tâm đến sự thay đổi nhỏ trong cách xưng hô này, nghe vậy liền cung kính nói theo yêu cầu của đối phương. Isis đại nhân, bạn tôi mắc một căn bệnh hiếm mà khoa học hiện đại không thể chữa khỏi. Ngài là nữ thần sự sống trong thần thoại Ai Cập, nắm giữ ma thuật mạnh mẽ. Không chỉ chữa khỏi bệnh cho thần cha ra mà còn khiến người chồng bị phân xác của ngài sống lại. Vì vậy tôi cũng khẩn cầu ngài ra tay cứu bạn tôi, giúp cô ấy thoát khỏi sự đe dọa của tử thần. Isis nghe vậy nhưng không nói gì. Ta đúng là có khả năng chữa bệnh nhưng tại sao ta phải giúp bạn ngươi chứ? Tôi phải làm gì để đổi lấy sự giúp đỡ của ngài? Trương Hằng hỏi. Dù ngươi làm gì cũng vô dụng, Isis nói. Rất tiếc, trên người ngươi không có thứ ta cần. Ta không biết con quỷ nhỏ đó đã nói gì với ngươi nếu ở Ai Cập 2000 năm trước. Việc giúp ngươi đối với ta có lẽ chỉ là chuyện nhỏ nhưng bây giờ ta muốn thực hiện một cuộc chữa trị như vậy cũng phải trả giá không nhỏ. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến thu nhập của hội sở sức khỏe của ta. Ngươi có biết một ngày ta kiếm được bao nhiêu tiền không? Về tiền thì tôi có thể bù đắp cho ngài. Trương Hằng nói. Dù sao thì việc huy động vốn cho trà dưỡng sinh đã bắt đầu. Bản chất cũng giống như hội sở sức khỏe của Isis nhưng dưới sự điều hành của Hàn Lộ. Khả năng hút tiền còn hơn cả hội sở sức khỏe của Isis. So với trước đây, chỉ cần chuyển một phần tiền dùng để đổi điểm thành tiền rồi chuyển thẳng cho Isis là được. Tuy nhiên, Isis nghe vậy lại lắc đầu, tiền đúng là thứ tốt, trong xã hội ngày nay làm gì cũng không thể thiếu tiền. Nếu không ta cũng chẳng mở hội sở sức khỏe làm gì, nhưng ta đã nói rồi, đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, việc chữa trị cho bạn ngươi sẽ tiêu hao thần lực của ta. Tình hình hiện tại ngươi cũng đã nghe nói rồi, mối quan hệ giữa tân thần và cựu thần đang căng thẳng chưa từng có, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Trong thời điểm này, mọi người đều nghĩ cách nâng cao sức mạnh của mình. Làm sao có ai lại muốn chia thần lực ra để cứu một người phàm không liên quan, đừng nói là ta. Ngươi đi tìm những vị thần khác có khả năng cứu bạn ngươi, họ cũng sẽ không ra tay. Các ngươi ở Trung Quốc có câu nói rất hay, tiền tốt đến mấy cũng phải có mạng để tiêu chứ. Ngài muốn từ tôi thứ gì thì cứ nói thẳng, việc ép giá chỉ lãng phí thời gian của cả hai chúng ta. Trương Hằng nghe vậy nhưng không hề tỏ ra hoảng hốt hay thất vọng, thẳng thắn nói, nếu thực sự như ngài nói. Tôi làm gì ngài cũng không ra tay, vậy thì ngài cũng không cần gặp tôi, càng không cần để hầu gái của ngài đuổi chết ta đi. Chưa ai nói với ngươi sao, người quá thông minh sẽ mất đi nhiều niềm vui trong cuộc sống. Isis nói, cô ta đi một vòng quanh Trương Hằng, đầu ngón tay lướt qua ngực Trương Hằng. Chậc chậc, ngươi dùng chính cơ thể này giết chết kỵ sĩ Bạch Mã sao? Mặc dù cơ bắp luyện tập cũng được nhưng cảm giác không bùng nổ như ta tưởng tượng. Ngươi có biết các vị thần khác gọi ngươi là gì không? Gọi là gì? Họ gọi ngươi là kẻ giết thần. Đây là đánh giá cao nhất mà một người phàm có thể nhận được. Với thân xác phàm trần, giết chết vị thần cao cao tại thượng, lại còn là một trong bốn kỵ sĩ khải huyền. Đây là kỳ tích của thế kỷ mới. Ngoài ra gần đây còn có tin đồn rằng sự mất tích của Loki cũng liên quan đến ngươi. Ngươi đúng là một người đàn ông không chịu ngồi yên. Sự mất tích của Loki không liên quan gì đến tôi. Trương Hằng không chút do dự phủ nhận, gần đây hắn đã gặp đủ rắc rối rồi, không có lý do gì lại đi gây sự chú ý của các vị thần Bắc Âu. Thư giãn nào, ta không đến để truy cứu trách nhiệm của ngươi, ta chỉ
muốn tận mắt xem ngươi có phải người ta đang tìm hay không, dù sao nếu không phải người thì dù là ta cũng sẽ rất phiền não, Isis nói. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1763, thủ đoạn tự vệ. Ngươi muốn ta giết ai cho ngươi? Trương Hằng cau mày. Ngươi thông minh như vậy, hẳn cũng đã đoán ra tên hắn rồi chứ? Isis thu tay lại, đồng thời cũng thu lại vẻ đùa cợt trước đó. Xét. Trương Hằng thốt ra một cái tên, ngươi muốn ta giết vị thần hỗn loạn Xét cho ngươi. Không còn cách nào khác, làm em trai thì không thể để chị gái yên lòng, hắn ta vì vương vị mà giết chồng ta. Chặt xác chồng ta ra, vứt khắp nơi, sau đó lại phái người truy sát hai mẹ con ta, muốn diệt cỏ tận gốc, thật sự làm ta đau lòng. Nhưng sau đó không phải ngươi cũng giúp con trai ngươi giết hắn ta sao? Đây chính là vấn đề. Isis nói, ngươi có cho rằng ta thật sự thích trốn trong rừng sâu núi thẳm này mở hội sở sức khỏe không? Thậm chí ngay cả việc thu nhận tín đồ ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ để lộ tung tích của mình, bị tên kia tìm đến. Hơn nữa chỉ riêng ta thì không sao, con trai ta Horus, hắn ta đoạt lại vương vị từ tay Seth, kết thù chết chóc với Seth, với sự hiểu biết của ta về Seth. Hắn ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định trả thù, cho nên mỗi ngày hắn ta ở bên ngoài, ta và con trai ta sẽ thêm một ngày nguy hiểm. Huống hồ gần đây hắn ta còn đặc biệt năng nổ, hơn nữa còn thay đổi phong cách hành sự tùy hứng trước đây. Học được cách mưu tính sắp đặt, gần đây cuộc xung đột giữa tân thần và cựu thần đều có bóng dáng của hắn ta. Hắn ta đã châm ngòi một ngọn lửa lớn, bây giờ chỉ còn lại một vấn đề duy nhất, đó là cuối cùng hắn ta định để ngọn lửa này thiêu đốt nơi nào. Isis nói, ta không muốn thụ động chờ câu trả lời được công bố, đợi đến khi ngọn lửa thực sự thiêu đến ta và con trai ta thì mọi chuyện đều đã muộn rồi. Giữ kỳ ngồi chờ chết ở đây, không bằng chủ động tấn công. Isis nói đến đây, trong mắt cũng lóe lên một tia tàn nhẫn, ngươi giúp ta giết Xét, giải trừ mối đe dọa lớn nhất của ta. Đương nhiên ta cũng sẽ không tiếc thần lực của mình, sẽ ra tay giúp chữa khỏi cho người bạn của ngươi. Thế nào, giao dịch này rất công bằng chứ? Không đợi Trương Hằng trả lời, Isis lại bổ sung, yên tâm, thực lực của Xét cũng không còn mạnh như trước nữa. Bây giờ hắn ta chỉ tính riêng về thực lực thì nhiều lắm cũng chỉ ở mức trung bình khá. Căn bản không thể so sánh với kỵ sĩ Bạch Mã mà ngươi giết. Ngươi đã có thể giết được kỵ sĩ Bạch Mã. Hẳn cũng có thể giết được hắn ta. Ta sẽ không để ngươi đi chịu chết. Nếu không nhiệm vụ của ngươi thất bại, người đứng sau ngươi cũng sẽ bị bại lộ. Trương Hằng không lập tức đồng ý, mà nói, tôi nghe nói Xét đã tự thú với ban tổ chức. Ký nhiên hắn đã bị ban tổ chức khống chế. Tại sao ngươi lại phải làm thêm chuyện thừa thãi này? Tin tức ngươi có được đã lỗi thời rồi. Cách đây khoảng 2 giờ, thần sấm Tho đã xông vào nơi giam giữ Xét, cứu Xét ra ngoài. Tho cứu Xét. Trương Hằng cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì trong ấn tượng của hắn, hai người này không giống như sẽ có giao tình gì. Ban tổ chức cũng không hiểu nổi, nhưng theo báo cáo của đoạn băng ghi hình và hai tân thần trực đêm hôm đó, đúng là Tho đã cứu Xét đi, chuyện này cũng khiến cho tân thần tức giận. Bọn họ cũng đã hạ tối hậu thư cho cựu thần, nếu trong vòng 3 ngày, cựu thần không thể giao nộp Tho và Xét thì hai bên sẽ phải đối mặt với chiến tranh. Tôi chỉ là một người phàm, nếu như ngay cả tân thần cũng không tìm được Tho và Xét thì tại sao ngươi lại cho rằng tôi có thể tìm được bọn họ? Trương Hằng hỏi, bởi vì ngươi có sự giúp đỡ của ta, đừng quên ta chính là chị gái của Xét, hơn nữa còn là nữ thần ma pháp của thần thoại Ai Cập. Isis cười gian xảo, kể cả khi tôi có sự giúp đỡ của cô để tìm được Xét nhưng theo thông tin cô vừa cung cấp, bên cạnh hắn không còn thần sấm Tho sao? Trương Hằng hỏi, đây chính là lý do tại sao tôi phải tìm anh. Isis nói, tôi tin rằng nếu là anh, chắc chắn có thể tìm ra cách giải quyết, đúng không? Trương Hằng nghe vậy nhưng không trả lời ngay. Isis chớp chớp mắt, tôi biết anh đang nghĩ gì, bắt tôi dễ hơn nhiều so với việc đối phó với Seth và Tho cùng lúc, đúng không? Nhưng rất tiếc. Tôi để nữ hầu của mình dẫn con quỷ nhỏ đó đi không chỉ là không muốn để nó nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta. Tôi cũng không thân thiết với cô ta. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Ừm, vậy anh có quen với chủ nhân của R'lyeh không? Isis vừa nói vừa đặt máy sấy tóc trong tay xuống quầy bar, sau đó cầm lấy một chùm nho. Và khi cô nói ra câu này, phòng tiếp khách cũng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Một lát sau, Trương Hằng nhìn vào đôi mắt xanh thẳm sâu thẳm như biển cả của Isis, trầm giọng nói, cô biết những gì,
Tôi chỉ biết những gì tôi nên biết. Isis nói, anh đã đọc câu chuyện của tôi, hẳn cũng đã nghe mọi người đánh giá tôi như thế nào trong một số câu chuyện. Họ dung hợp tôi thành một người phụ nữ tham lam, không từ thủ đoạn để có được sức mạnh, nhưng anh phải biết rằng, trước đó, chồng tôi vừa bị em trai tôi giết chết. Tôi phải mang theo con trai chạy trốn vào vùng hoang dã, từng suýt mất mạng. Cũng chính lúc đó tôi nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh. Chương 1764, cảm giác an toàn. Cô muốn nói gì? Tôi muốn nói rằng Isis dùng hai ngón tay bứt một quả nho bỏ vào miệng. Thực ra tôi không tham lam như anh tưởng, tôi cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác. Thứ tôi muốn chỉ là cảm giác an toàn mà thôi. Anh giúp tôi giết Seth, tôi không quan tâm anh dùng thủ đoạn gì để đáp lại. Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho người bạn của anh và khi mọi chuyện kết thúc, tôi cũng sẽ quên hết mọi chuyện liên quan đến anh. Anh không cần lo lắng tôi sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu gì khác với anh. Nghe có vẻ như cô không để lại cho tôi lựa chọn nào để từ chối. Trương Hằng nói, tôi không đe dọa anh đâu, dù là con quỷ nhỏ đó hay thân thế của anh, đều chỉ là những thủ đoạn tôi dùng để tự vệ mà thôi. Bất kể tôi đã từng có quá khứ huy hoàng đến thế nào thì bây giờ tôi chỉ là một bà chủ tiệm chăm sóc sức khỏe chẳng còn mấy thần lực. Nếu anh không đồng ý với đề nghị của tôi, cứ việc rời khỏi đây, tôi sẽ thả Chita ra, ngoài ra cũng sẽ giữ kín chuyện của anh. Dù sao thì tôi cũng chỉ tìm người giúp tôi giải trừ mối đe dọa, chứ không phải tạo thêm một kẻ thù khác. Isis nhún vai. Trương Hằng suy nghĩ khoảng nửa phút, sau đó lại mở miệng nói, cô chữa khỏi bệnh cho bạn tôi trước, rồi tôi sẽ giúp cô giết Seth. Isis nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, ta không phải nghi ngờ ngươi không làm được, chỉ là tình hình bên ta rõ ràng cấp bách hơn một chút. Bây giờ cả tân thần và cựu thần đều đang tìm tung tích của Seth và Thor. Ta đúng là có cách xác định vị trí của Seth nhưng ta lo rằng chậm một chút hắn lại rơi vào tay người khác. Đây chính là vấn đề ta cần cân nhắc, Trương Hằng nói. Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho bạn ta, bất kể Seth ở đâu, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức này. Lần này đến lượt Isis suy nghĩ, ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn quầy ba nhỏ, một lát sau vẫn thỏa hiệp. Ta cần lập một giao ước với ngươi trước, đảm bảo sau khi ta hoàn thành yêu cầu của ngươi, ngươi cũng sẽ hoàn thành yêu cầu của ta. Ngoài ra, bạn ngươi bây giờ ở đâu? Cô ấy không ở thành phố này nhưng nếu đi máy bay khứ hồi thì chỉ mất 4-5 tiếng. Trương Hằng nói, máy bay quá chậm, dùng ma trận phép thuật dịch chuyển của ta đi. Isis nói. 20 phút sau, Isis đã thay một bộ quần áo thường ngày, xách một chiếc vali nhỏ, đến tầng hầm của tiệm chăm sóc sức khỏe, còn Trương Hằng đã sớm được nữ hầu người Ai Cập của Isis đưa đến đây. Ngoài ra còn có cô nàng Succubus. Cô nàng Succubus đối với quyết định gửi tạm cô ở tiệm chăm sóc sức khỏe của Trương Hằng có vẻ không mấy hài lòng. Ngươi và Isis đều đi rồi. Ta ở lại đây một mình có tác dụng gì? Đừng quên trên người ngươi mang lời thề của tộc quỷ nhỏ. Nếu ta chết, ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Isis nghe vậy cười nói, không cần lo lắng. Tiệm chăm sóc sức khỏe của ta có bố trí ma trận phép thuật. Nếu có kẻ địch đến sẽ tự động kích hoạt. Ngoài ra ta còn đào đường hầm bí mật. Nếu thực sự chống đỡ không nổi, nữ hầu của ta sẽ dẫn ngươi đi đường hầm rời đi. Cô nàng Succubus nghe vậy mới miễn cưỡng đồng ý với sự sắp xếp của Trương Hằng nhưng trước khi Isis đi, cô ta lại cảnh cáo cô, ngươi ở đây là khách quý của ta. Về nguyên tắc, ngoại trừ một số ít phòng ta đã khóa phép thuật, ngươi có thể đi bất cứ nơi nào, muốn làm gì cũng không ai cản ngươi nhưng ta nói trước. Ta còn phải lợi dụng hình tượng bậc thầy khó khăn lắm mới tạo dựng được để kiếm tiền. Vì vậy ngươi tốt nhất cũng đừng ra tay với khách hàng ở đây. Cô nàng Succubus tỏ vẻ rất vô tội, ta sẽ không cố ý quyến rũ những con gà đẻ trứng vàng của ngươi đâu nhưng nếu bọn họ khóc lóc cầu xin muốn bị ta hút, ta cũng không có cách nào. Có lẽ ta nên biến ngươi thành một con ếch trước khi đi, Isis nhàn nhạt nói. Được rồi, ta sẽ ở trong phòng ngủ của ngươi, xem TV, ăn chút đồ ăn nhẹ. Cô nàng Succubus ngoan ngoãn nói. Nói xong cô ta lại quay đầu nói với Trương Hằng, ngươi phải sớm quay lại đấy. Nếu không người bị lời thề trừng phạt sẽ là ta, thật là xui xẻo, lúc trước ta thề làm gì phải luôn đi theo ngươi chứ. Yên tâm, ta sẽ sớm quay lại, còn có chuyện khác phải hỏi ngươi. Đợi Trương Hằng nói xong, Isis đẩy cánh cửa đá trước mặt hai người ra, sau đó dẫn Trương Hằng đi vào. Dưới lòng đất, một ma trận phép thuật trông rất phức tạp được vẽ bằng loại thuốc nhuộm có màu giống hệt máu tươi. Nữ hầu của Isis đứng bên cạnh ma trận phép thuật,
cô ta đã chuẩn bị xong các vật liệu cần thiết để kích hoạt ma trận phép thuật theo sự sắp xếp của Isis. Còn Isis thì ra hiệu cho Trương Hằng cùng cô ta đứng vào giữa ma trận phép thuật, nơi có khắc cổng sao. Sau khi cả hai đứng vững, cô ta gật đầu với nữ hầu của mình, bắt đầu đi. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1765, Ma trận phép thuật. Nữ hầu kia đổ mỡ trong tay xuống. Khi những giọt mỡ rơi xuống đất, một cảnh tượng kỳ diệu đã xuất hiện. Chúng lập tức hòa vào với những loại thuốc nhuộm giống hệt máu tươi, đồng thời từ từ chảy dọc theo những vết khắc trên mặt đất, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo chúng. Isis tháo chiếc ANKH đeo trên cổ xuống, cắm nó bên chân mình, đồng thời miệng lẩm bẩm một câu thần chú rất nhanh. Câu thần chú đó rất dài, Isis đã đọc trong gần 5 phút. Sau khi cô ta đọc xong, những nhiên liệu và mỡ đó đều bùng cháy và trong thời gian cực ngắn đã biến thành ngọn lửa lớn, không chút do dự nuốt chửng hai người trong ma trận phép thuật. Ngay khoảnh khắc bị ngọn lửa thiêu đốt, theo bản năng Trương Hằng đã nhảy ra khỏi ma trận phép thuật, nhưng ngay lúc đó, bên tai hắn cũng truyền đến giọng nói của Isis, đừng. Isis dừng lại một chút rồi nói tiếp, đây là ngọn lửa phép thuật, sẽ không làm tổn thương cơ thể chúng ta, chỉ cần thả lỏng tinh thần, vòng tròn dịch chuyển tự nhiên sẽ đưa chúng ta đến đích. Trương Hằng nghe vậy liền đưa tay chạm vào một ngọn lửa trước mặt, quả nhiên ra không hề có dấu hiệu bị bỏng. Thực tế là lòng bàn tay hắn đã xuyên thẳng qua ngọn lửa đó, vì vậy sau đó Trương Hằng làm theo lời Isis thả lỏng tinh thần. Ngay sau đó, một cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến đầu hắn, Trương Hằng cũng nhắm mắt lại. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình và Isis đang đứng trong một bãi đậu xe. Isis nhìn tòa nhà bệnh viện bên trái, lắc đầu, lâu rồi không dùng, vậy mà lại lệch hơn 500 mét. Còn Trương Hằng bên kia lại nói, vòng dịch chuyển trước khi mỗi vòng chơi bắt đầu là do ngươi thiết kế. Ngươi phát hiện ra rồi sao? Đúng vậy, trò chơi của các ngươi ta cũng tham gia phát triển. Không chỉ ta, hầu như tất cả các vị thần đều tham gia phát triển, phụ trách một phần nào đó. Đây cũng là lý do tại sao trò chơi này lại hấp dẫn và khó tin đến vậy. Phần về thời gian chính là do Kronos đằng sau ngươi phụ trách. Nói đến đây, Isis dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên ngậm miệng lại. Nhưng đã muộn một bước, Trương Hằng nhướng mày, hỏi, ngươi và Kronos quen biết nhau. Vị thần thời gian nổi tiếng, vị thần tối cao mà giáo phái Orpheus tôn thờ Kronos, mặc dù chúng ta không cùng một hệ thống thần nhưng đương nhiên ta cũng từng nghe đến tên của ngài ấy. Hơn nữa khoảng 600 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần nhưng ta và ngài ấy không thân lắm. Trương Hằng nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, chủ động nhận lấy chiếc vali trong tay Isis, hai người cùng nhau đi về phía tòa nhà bệnh viện. Phạm Mỹ Nam mắc phải căn bệnh hiếm gặp mà trên toàn thế giới không có mấy người mắc phải, cho nên ngay cả những bác sĩ có khả năng giúp cô kiểm soát tiến triển của bệnh cũng không nhiều. Thêm vào đó còn phải có thiết bị điều trị tương ứng, lựa chọn của cô cũng rất hạn chế. Sau khi rời khỏi bệnh viện trước thì chuyển đến đây, ngoài ra còn đổi tên và đổi cả thân phận. Phạm Mỹ Nam biết nếu có người thực sự hiểu rõ tình hình của cô mà lần theo dấu vết tìm đến cũng là chuyện bình thường, nhưng may là Loki đã bị Trương Hằng giết chết. Còn cô nói một cách nghiêm ngặt thì không phải là người chơi, chỉ là một người không có hộ khẩu, bị Loki nghĩ cách đưa vào trò chơi. Vì vậy trong thông tin người chơi bị tiết lộ lần này không có cô. Thực tế, sau khi trải qua sự kiện Jokmungand, cô như bị thế giới lãng quên, không còn ai nhòm ngó đến cô nữa. Ngoài Trương Hằng ra, cũng không có ai liên lạc với cô nữa. Hiện tại việc chính mà Phạm Mỹ Nam làm mỗi ngày là chờ chết. Mặc dù chỉ hơn một tháng không gặp nhưng cơ thể cô lại gầy gò hơn rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương. Khi Trương Hằng nhìn thấy cô, cô đang nằm trên giường ngủ, người co ro lại, giống như một chú chó hoang bên đường, mu bàn tay chi chít những vết kim tiêm. Còn bên gối cô là cuốn thứ ba hàng tuần của Miss Album. Cuốn sách này là hồi ức của tác giả về 14 tuần lễ trước khi người thầy của mình qua đời vào mỗi thứ ba hàng tuần. Ông đều đến để dạy cho tác giả những bài học triết học cuối cùng. Cô ấy là người bạn mà cậu muốn tôi giúp cậu cứu sao? Isis hỏi, cô ấy và Trương Hằng hiện đang đứng bên ngoài phòng bệnh của Phạm Mỹ Nam, nhìn Phạm Mỹ Nam bên trong qua lớp kính. Đúng vậy, Trương Hằng nói. Vậy cậu có muốn vào chào cô ấy trước không? Không cần, cô cứ trực tiếp ra tay chữa bệnh cho cô ấy là được. Tại sao? Nếu cô ấy biết cậu vì muốn cứu cô ấy mà sẵn sàng mạo hiểm giết chết Seth, chắc chắn cô ấy sẽ rất biết ơn cậu. Hai người là quan hệ gì? Người yêu sao?
Isis tò mò hỏi. Không, tôi đã nói rồi, chỉ là một người bạn bình thường. Trương Hằng nhàn nhạt nói, chỉ là bạn bình thường mà cậu đã sẵn sàng làm đến mức này sao? Vậy tôi muốn biết cậu còn thiếu bạn bè không? Isis như muốn nhìn ra điều gì đó trong mắt Trương Hằng nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Chương 1766, nghi lễ chữa bệnh. Cô không phải đang vội sao? Sao còn chưa ra tay? Cô hoàn thành càng sớm, tôi càng có thể giúp cô giết sét sớm. Ừm, tôi có thể chữa khỏi căn bệnh của cô ấy. Mặc dù phải mất chút thời gian, tôi cần chuẩn bị cho nghi lễ chữa bệnh trước, khoảng 20 phút. Nếu cậu đã không định vào thì canh ở ngoài cửa đi. Yên tâm, tôi sẽ không đánh thức cô ấy dậy. Trước khi trời sáng hẳn là có thể hoàn thành nghi lễ. Thậm chí cô ấy còn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bây giờ thể trạng của cô ấy rất yếu, ngay cả khi tôi chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Muốn hồi phục lại thể chất bình thường thì cô ấy vẫn cần phải tự mình tập phục hồi chức năng. Thời gian cụ thể thì tôi không chắc, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, nếu không có vấn đề gì, chúng ta hãy lập khế ước đi. Nói xong, Isis mở vali, lấy ra một tờ giấy da bò và một chiếc bút lông, cô dùng đầu bút đâm vào da mình. Hút một ít máu ra, viết nguệch ngoạc vài dòng chữ lên đó, sau đó đưa tờ giấy da bò và bút lông cho Trương Hằng. Xem xong không có vấn đề gì thì cậu ký tên mình vào góc dưới bên phải, tiện thể nhắc một câu, hiệu lực của bản khế ước này còn cao hơn cả thứ mà Succubus kia ký với cậu. Nếu tôi cứu bạn cậu nhưng cậu lại không giết được sét như đã hẹn, cơ thể cậu sẽ nhanh chóng già nua và chết trong vòng một tháng. Trương Hằng nghe vậy cũng không nói gì, nhận lấy khế ước xem qua. Rồi học theo Isis dùng bút lông hút một ít máu của mình, ký tên, sau đó trả lại tờ giấy da bò và bút lông cho Isis. Tốt lắm, Isis cất giấy bút đi, hài lòng nói, xem ra chúng ta đã đạt được sự đồng thuận, tôi sẽ giúp cậu cứu người ngay. Nhớ nhé, trong thời gian diễn ra nghi lễ, chắc chắn phải giúp tôi canh cửa, ngay cả y tá trực cũng không được để vào. Không vấn đề gì. Sau khi nhận được câu trả lời, Isis trước tiên đã tung một phép thuật ngủ vào phòng bệnh, đảm bảo Phạm Mỹ Nam sẽ không tỉnh lại. Sau đó xách vali đi vào, Trương Hằng nhìn qua cửa sổ thấy Isis mở vali, lấy ra một cây quyền trượng hoa sen, còn có chiếc ANKH của cô ta. Đeo sợi dây chuyền ANKH đó vào cổ Phạm Mỹ Nam, tiếp theo cô ta lại lấy ra từ trong vali một trái tim không biết là của sinh vật gì, kích thước gấp đôi trái tim người. Isis đặt trái tim đó dưới giường Phạm Mỹ Nam, cũng được cô ta đặt dưới giường là một túi hạt lúa và một cành cây. Trương Hằng không nhìn nữa, anh tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Isis ở bên trong loay hoay mất 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó còn có ánh sáng xanh kỳ lạ lóe lên, thu hút sự chú ý của cô y tá trực sau quầy trực. Trương Hằng cũng phải để cô y tá trực vất vả nửa đêm vào giấc ngủ để thư giãn một chút. 2 tiếng sau, cửa phòng bệnh lại mở ra, Isai với vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Quá trình này rắc rối hơn tôi tưởng nhưng bây giờ cơ thể cô ấy đã không còn vấn đề gì nữa. Bây giờ cậu có thể vào kiểm tra toàn thân cho cô ấy, xem các chỉ số có trở lại bình thường không. Ngoài ra tôi tiện tay chữa luôn chứng viêm mũi mà cô ấy mắc từ nhỏ, coi như là dịch vụ tặng kèm nhé. Isis vừa nói vừa ném trái tim dùng để làm nghi lễ vào thùng rác bên cạnh. Trái tim đó đã từ trạng thái đầy đặn ban đầu trở nên khô héo mục nát, như thể đã mất hết sức sống. Trương Hằng cảm ơn rồi bước vào phòng bệnh, đến bên giường Phạm Mỹ Nam. Lúc này cô vẫn đang ngủ say nhưng hơi thở đã trở nên đều đặn hơn nhiều. So với trước thì khuôn mặt vốn tái nhợt đã hồng hào trở lại, mái tóc hơi thưa thớt xõa xuống từ trán, áp vào sống mũi nhỏ nhắn, theo mỗi nhịp thở của cô mà phập phồng. Trương Hằng cầm ống nghe, nghe nhịp tim của cô, lại giúp cô đo huyết áp, cuối cùng còn dùng ống tiêm lấy từ trạm y tá để lấy một ống máu nhỏ từ cánh tay Phạm Mỹ Nam. Định sau khi chia tay, Isis sẽ tìm một cơ sở chuyên nghiệp để xét nghiệm. Làm xong tất cả những việc này, anh đứng dậy khỏi giường, do dự một chút, đưa tay định giúp Phạm Mỹ Nam vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán nhưng cuối cùng vẫn rụt tay lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng anh vang lên một giọng nói. Có người nói rằng anh đã mất hết cảm xúc. Nữ thần sự sống và phép thuật dựa vào cửa, chậm rãi nói. Trương Hằng không nói gì, điều đó tốt cho cô, khả năng tôi giết chết sét lại tăng thêm. Nhưng tôi không nghĩ vậy, Isis chỉ vào Phạm Mỹ Nam trên giường, anh luôn miệng nói rằng cô ấy chỉ là bạn bình thường của anh. Hơn nữa hiếm khi gặp mặt nhưng lại không muốn chạm vào cô ấy, bất kỳ ai cũng sẽ thấy anh quá lạnh lùng nhưng mà. Isis dừng lại, tôi biết anh tỏ ra lạnh lùng như vậy,
chỉ vì không muốn liên lụy đến cô ấy. Anh biết rằng trong tương lai, có điều gì đang chờ đợi anh. Cô nghĩ nhiều rồi Trương Hằng vẫn không hề lay động. Sau đó chuyển chủ đề, cô đã thực hiện phần lời thề của mình. Bây giờ, đến lượt tôi thực hiện phần của mình. Xét chết càng sớm, cô càng sớm được yên tâm. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1767, La bàn ma thuật. Đúng vậy, đặc biệt là khi tôi vừa tiêu hao nhiều sức mạnh thần thánh như vậy. Nói đến chuyện chính, sắc mặt Isis cũng nghiêm túc trở lại, cô lấy ra từ vali một chiếc la bàn, đưa cho Trương Hằng. Đây là la bàn ma thuật do tôi chế tạo. Lõi là vòng tròn ma thuật ở đáy và một giọt máu của em trai tôi trong viên đá Sapphire ở giữa. Sau khi kích hoạt vòng tròn ma thuật, giọt máu này có thể đưa anh đến chỗ anh ta, hướng mà kim chỉ chính là nơi ẩn náu hiện tại của anh ta. Còn khi kim chỉ run rẩy dữ dội thì anh phải đặc biệt cẩn thận, vì điều đó có nghĩa là anh đã đến gần anh ta trong phạm vi 1 km. Isis nói xong lại hướng dẫn Trương Hằng cách sử dụng la bàn một lần nữa, bằng cách xoay đáy la bàn. Vòng tròn ma thuật có thể được kích hoạt hoặc tắt đi. Mỗi lần kích hoạt có thể kéo dài 1 giờ. Anh có thể kích hoạt vòng tròn ma thuật tổng cộng 7 lần. Ngoài ra, có một điều anh chắc chắn phải nhớ. Khi anh ở trong phạm vi 1 km xung quanh Seth, nếu kích hoạt vòng tròn ma thuật, Seth cũng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của anh. Ý cô là sao? Trương Hằng cau mày. Dù sao thì đây cũng là máu của anh ta. Tôi không thể hoàn toàn che giấu mối liên hệ giữa nó và Seth, và cũng chính nhờ mối liên hệ này mà la bàn này mới có hiệu lực. Vậy khi tôi tìm thấy Seth, anh ta cũng sẽ phát hiện ra tôi. Đúng vậy. Sau đó Thor cũng sẽ biết tôi đang ở gần đó. Không loại trừ khả năng đó. Isis chớp chớp mắt. Bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa Thor và Seth cuối cùng là gì, nhưng theo đoạn băng giám sát cho thấy, ngay cả khi họ hiện đang hợp tác cũng sẽ không đột nhiên trở thành bạn thân thiết. Thor trông giống như đang lợi dụng Seth để giúp anh ta làm việc gì đó. Đáng tiếc, rắn độc mãi mãi là rắn độc, anh không bao giờ nên mong đợi nó có thể giúp ích được gì. Trương Hằng nhận lấy la bàn, cô còn biết thông tin gì mà tôi không biết, nói hết cho tôi biết đi. Tân thần và cựu thần hiện đang tìm kiếm tung tích của Thor và Seth, trong đó phe tân thần do thần khoa học Sins dẫn đầu. Địa vị của ông ta trong phe tân thần giống như Odin trong thần thoại Bắc Âu hoặc thần gia trong thần thoại Ai Cập. Nói một cách nghiêm ngặt, dù là thần Internet, thần máy móc, thần điện thoại di động, thậm chí là thần trò chơi đều chỉ là con của Sins, ông ta cũng là người lớn tuổi nhất trong phe tân thần. Lời khuyên tôi dành cho anh là hãy cố gắng tránh xa ông ta. Tôi biết anh đã giết chết kỵ sĩ Bạch Mã, nhưng nếu đối đầu trực diện với Sins, anh sẽ không có chút cơ hội chiến thắng nào. Còn về phe cựu thần, Odin tạm thời là thủ lĩnh, nhưng dù là trước đây hay bây giờ, sức mạnh của ông ta đều không bằng Thor, vì vậy ông ta lại tìm đến vua của các vị thần rớt để giúp đỡ, nhưng anh cũng không cần quá lo lắng, dù là Sins hay Odin rớt. Thân phận của họ ở đó sẽ không tham gia vào công tác tìm kiếm giai đoạn đầu, chỉ khi xác định được vị trí của Seth và Thor. Phe tân thần và cựu thần mới liên lạc với họ, chỉ cần anh hành động đủ nhanh, sẽ không chạm mặt với họ. Còn la bàn ma thuật tôi đưa cho anh chính là lợi thế của anh. Trương Hằng nghe vậy lại hỏi, còn ban tổ chức thì sao? Ban tổ chức bị thần trò chơi game kiểm soát, ông ta cũng là vị thần mạnh nhất hiện nay. Mặc dù về chức năng thì thần khoa học Sense lợi hại hơn, nhưng bản thân khoa học và sự sùng bái vốn dĩ đã xung đột với nhau. Ông ta không thể so sánh với thần trò chơi về khả năng hấp thụ và chuyển hóa tín ngưỡng. Dù sao thì trên thế giới này, những người cuồng nhiệt với khoa học còn lâu mới bằng những người cuồng nhiệt với trò chơi. Ban tổ chức là một tổ chức rất đặc biệt. Cả tân thần và cựu thần đều có mặt trong đó, tuân theo quy định mà game và mọi người đã đặt ra. Đó chính là nền tảng trật tự của thế giới thần linh hiện nay. Nếu game lên tiếng, dù là tân thần hay cựu thần cũng phải nể mặt ông ta. Nhưng kỳ lạ là, mặc dù sự việc xảy ra cho đến nay, ban tổ chức cũng đang nỗ lực giải quyết vấn đề theo quy định, nhưng game vẫn luôn im lặng, không lên tiếng, cũng không ra mặt hòa giải mâu thuẫn giữa tân thần và cựu thần. Đây cũng là một lý do rất quan trọng khiến tình hình phát triển đến bước này. Ban tổ chức có cử người đến không, cử ai đến thì tôi cũng không biết. Isis than tay nói. Thực ra có khá nhiều tân thần và cựu thần đang mong đợi game ra mặt hòa giải. Dù sao thì không phải ai cũng thích chiến tranh, nhưng nếu chiến tranh thực sự nổ ra, e rằng không ai có thể thoát khỏi. Dù sao thì ngoài những kẻ điên như Seth, hầu như ai cũng có bạn bè, người thân, sự thù hận này chỉ có thể ngày càng sâu sắc.
Isis thở dài, đây là tất cả những gì tôi biết. Sau này nếu có tin tức gì mới, tôi cũng sẽ kịp thời báo cho anh. Nói thật, anh thực sự không định tạm biệt người bạn này của anh sao? Chương 1768, thời gian hạn chế. Không cần thiết nữa, tôi sẽ giúp cô giết sét ngay bây giờ. Trương Hằng nói xong liền bước ra khỏi phòng bệnh, không thèm nhìn Phạm Mỹ Nam đang nằm trên giường. Khi Trương Hằng rời khỏi bệnh viện là lúc 6 giờ sáng, trời mới vừa hửng sáng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi vẫn tìm một chiếc điện thoại công cộng gọi cho Hàn Lộ. Lúc này cô ấy đã thức dậy, hiện tại đang là giai đoạn mở rộng của trà dưỡng sinh. Hàn Lộ khi vào trạng thái làm việc giống như một cỗ máy, chia một ngày thành nhiều khung giờ khác nhau, mỗi khung giờ đều được sắp xếp kín mít. Ngủ, chỉ cần 4 tiếng là có thể phục hồi tinh thần, thời gian tiết kiệm được có thể dùng để làm nhiều việc. Khi Trương Hằng gọi điện thì Hàn Lộ đang tập thể dục. Sau khi nhận điện thoại, cô vừa tiếp tục tập yoga vừa nói, vừa hay, tôi cũng muốn nói với cậu về tình hình phát triển của công ty, chỉ là điện thoại của cậu mãi không gọi được. Thương hiệu của chúng ta đã chính thức đặt tên là Thanh Trà, cửa hàng chính ở Thái Cổ Lý, các chi nhánh cũng đã mở được 20 cửa hàng rồi. Đã mở rộng đến Thượng Hải, bên Quảng Châu cũng đang trong quá trình xây dựng, vốn đã không còn phải lo lắng nữa, mọi người đều rất xem trọng dự án này. Chủ yếu là tốc độ mở rộng bị hạn chế bởi nguồn nhân lực, mặc dù cũng đang đào tạo nhưng để đào tạo một nhân viên mới từ đầu đến cuối. Đặc biệt là quản lý cửa hàng thì phải mất khá nhiều thời gian, vì vậy tôi quyết định sẽ trực tiếp đào người từ bên Hy Trà và Trà Yếm Sắc. Tăng lương thêm 30% so với giá thị trường, dù sao thì chúng ta cũng có nhiều tiền để đốt. Hàn Lộ dừng lại một chút, thấy bên kia không trả lời, thôi bỏ đi, cậu cũng không quan tâm đến những chuyện này, tôi đang giúp cậu thu mua điểm tích lũy. Đã được gần 4 vạn rồi, giá thấp hơn dự kiến của chúng ta, thêm 3 tháng nữa, không, 2 tháng nữa là tôi có thể giúp cậu thu đủ số lượng cậu cần. Thực ra nếu cậu không vội thì với 20 vạn điểm tích lũy này trong tay, chúng ta thậm chí có thể thử thao túng thị trường, đầu cơ tỷ giá hối đoái. Cảm ơn chị Hàn, Trương Hằng nói, nhưng tình hình bên tôi có thay đổi mới, vấn đề trước đây đã được giải quyết rồi, tôi không cần 20 vạn điểm tích lũy này nữa. Hàn Lộ ở đầu dây bên kia nghe vậy thì sửng sốt, giải quyết rồi sao? Nhanh vậy, không tốn tiền à? Vậy thì Thanh Trà bên này. Hàn Lộ do dự một chút rồi vẫn hỏi, anh có dự định gì? Nếu chị Hàn và các nhà đầu tư khác muốn tiếp tục làm thì có thể tiếp tục, nhưng từ nay về sau tôi sẽ không còn liên quan gì đến Thanh Trà nữa. Chị không cần phải thông qua Phúc Lâu để mua điểm tích lũy nữa, Trương Hằng nói. Chỉ cần đưa cho tôi tất cả các điểm tích lũy kiếm được trong giai đoạn hiện tại là được, sau này cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Vậy nên lựa chọn này là một dạng thử thách sao? Hàn Lộ hỏi, nếu tôi chọn Thanh Trà thì sẽ mất anh. Không, tình hình của tôi bây giờ hơi phức tạp, cách xử lý như vậy là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. Trương Hằng nói, nếu sau này có ai hỏi chị cứ nói rằng số điểm tích lũy đó là tiền mua lá trà dùng để pha trà từ tay tôi. Mặc dù Hàn Lộ không phải là người chơi nhưng dù sao cũng là nhà đầu tư hàng đầu đã từng trải qua nhiều sóng gió trên thương trường. Từ câu nói cuối cùng của Trương Hằng, cô vẫn nghe ra được không ít điều, gần đây cậu có gặp rắc rối gì sao, sợ sẽ liên lụy đến tôi. Nhưng có ai biết mối quan hệ giữa chúng ta chứ, chẳng lẽ cậu đang lo lắng về tổ chức tên là Phúc Lâu đó sao? Sự im lặng của Trương Hằng cũng gián tiếp thừa nhận phỏng đoán của Hàn Lộ. Trước đây cậu từng nói với tôi rằng đã từng giao dịch với họ vài lần, phát hiện ra uy tín của họ rất tốt. Đúng vậy, uy tín của họ rất tốt, đặc biệt là về phương diện bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, theo tôi biết thì không có ai làm tốt hơn họ. Trương Hằng nói, nhưng bất kể là người nào, tổ chức nào, khả năng chịu áp lực đều có giới hạn, nếu áp lực từ bên ngoài vượt quá giới hạn của họ. Ngoài việc giao thông tin của tôi ra thì họ cũng không còn cách nào khác, nhưng Phúc Lâu Van chưa phải là điều tôi lo lắng nhất, Trương Hằng nói, trên thế giới này. Còn có một số tồn tại khác, không thể dùng lẽ thường để đánh giá năng lực và thủ đoạn của họ. Nói thật thì bất kể họ làm ra chuyện gì, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Còn đối thủ lần này của cậu là họ sao? Hàn Lộ truy hỏi. Trước đây Trương Hằng luôn mang lại cho cô cảm giác vô cùng điềm tĩnh và đáng tin cậy, ngay cả lần trước ở đảo quốc, đối mặt với nhiều quái vật khủng bố như vậy. Biểu hiện của hắn vẫn bình tĩnh như thường, tuy nhiên lần này Hàn Lộ có thể cảm nhận rõ ràng rằng Trương Hằng dường như cũng không nắm chắc được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì vậy Hàn Lộ nói, ít nhất hãy để tôi làm gì đó cho cậu, đóng cửa các cửa hàng Thanh Trà có thể giúp cậu giảm bớt áp lực không?
Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Chương 1769, đánh giá tình hình. Không, đừng làm vậy, ngược lại sẽ khiến mọi người cảm thấy chúng ta có quan hệ gì đó, gây ra những rắc rối không đáng có. Trương Hằng nói, Thanh Trà cứ theo kế hoạch của cô mà mở bình thường. Hàn Lộ nghe vậy cũng không khăng khăng nữa, cô không phải là nữ chính trong phim ngôn tình. Rõ ràng có thể chạy trốn nhưng lại nhất quyết ở lại cùng nam chính chịu chết. Kết quả là ban đầu nam chính có lẽ không cần phải chết nhưng để chăm sóc cô mà lại chết. Huống hồ Hàn Lộ cũng hiểu rõ, cho dù đây là một vở kịch thì mình cũng không phải là nữ chính. Vì vậy, cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng nói vào điện thoại, vậy cậu tự bảo trọng, cổ phần của cậu ở Thanh Trà. Tôi sẽ luôn giữ hộ cậu, nếu cậu không liên lạc với tôi nữa thì 3 năm sau tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần cho bố mẹ cậu. Cảm ơn. Trương Hằng cũng không từ chối, nói đến đây thôi, tôi còn có việc khác phải làm, tạm biệt, tạm biệt. Hàn Lộ nói xong hai chữ này thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng tút, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, tai nghe lại phát ra bản nhạc nhẹ nhàng khi tập yoga trước đó. Hàn Lộ đứng im tại chỗ khoảng một phút, không nhúc nhích, ngay khi cô lao công dọn vệ sinh có chút lo lắng cho cô thì Hàn Lộ lại đưa hai tay ra phía trước, khép hai chân lại, sau đó cúi người về phía trước. Tiếp tục động tác yoga chưa hoàn thành trước đó. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Đợi cô ngẩng đầu lên, lại khôi phục dáng vẻ nữ cường như trước. Di Trịnh, 10 phút nữa ăn sáng, sau đó tôi sẽ tắm rửa, bảo tài xế nửa tiếng nữa đến nhé. Còn có trợ lý của tôi, bảo cô ấy đến cùng luôn, mang theo phương án chọn địa điểm cửa hàng mới, tôi sẽ xem trên đường đi. Vâng, thưa cô Hàn. Di Trịnh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, Trương Hằng cúp điện thoại, cũng quay người rời khỏi bốt điện thoại, đến công ty cho thuê xe thuê một chiếc Amga 45, hắn không lập tức khởi hành. Mà trước tiên dành ra một khắc đồng hồ lập một danh sách, đều là những thứ có thể dùng đến sau này, sau đó hắn đi mua những vật phẩm trên đó, bỏ vào cốp xe. Lại đến trạm xăng gần đó đổ đầy bình xăng, làm xong tất cả những việc này mới lại lấy ra la bàn mà Isis tặng cho hắn, kích hoạt ma trận ở đáy. Kim chỉ nam trước tiên quay theo chiều ngược kim đồng hồ hai vòng, sau đó dừng lại ở hướng tây nam, không còn di chuyển nữa. Còn Trương Hằng cũng nắm chặt vô lăng, đạp chân ga. Chiếc Amga 45 đang phóng nhanh trên đường cao tốc. Trương Hằng không lái xe theo hướng mà la bàn ma thuật chỉ, mà lái lệch về phía đông 15 độ, đi trước 100 km, sau đó lại ghi nhớ góc của la bàn lúc này. Tiếp theo, hắn lấy một tấm bản đồ từ trong túi du lịch ra, nối điểm đầu và điểm cuối trên đó. Dựa theo nguyên lý đo tam giác, cũng có thể biết được khoảng cách hiện tại giữa hắn và mục tiêu. Trương Hằng kéo dài hai tia theo hai góc của la bàn, cuối cùng giao nhau tại một điểm, đó chính là vị trí của Seth. Tất nhiên, đây chỉ là kết quả đại khái, tiền đề là Seth không di chuyển trong khoảng thời gian này, nếu không thì độ lệch có thể rất lớn. Mà khi hắn làm xong định vị thì một giờ hiệu lực của la bàn ma thuật cũng đã qua, Trương Hằng không lập tức kích hoạt lần thứ hai. Bởi vì từ kết quả đo đạc lần đầu tiên có thể thấy khoảng cách giữa hai bên còn rất xa. Hắn quyết định lái xe một thời gian trước, đợi đến gần vị trí đo đạc được rồi mới tiến hành định vị lần thứ hai. Không còn cách nào khác, vì la bàn này chỉ có thể sử dụng tổng cộng 7 lần. Nếu 7 lần kết thúc mà hắn vẫn không tìm thấy xét thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ tuy không phải là không nhưng cũng sẽ trở nên rất mong manh. Còn khoảng thời gian lái xe trên đường, hắn cũng không rảnh rỗi. Trương Hằng vẫn luôn mô phỏng hoàn thiện kế hoạch giết Seth trong đầu. Nếu Seth đã tách khỏi Thor, đồng thời những tân thần và cựu thần khác cũng không tìm thấy tung tích của hắn thì đối với Trương Hằng mà nói đương nhiên là tình huống tốt nhất. Chiến đấu trực diện có lẽ có thể hoàn thành được sự ủy thác của Isis, nhưng nếu Thor hiện tại vẫn ở cùng với Seth thì tấn công mạnh mẽ có vẻ hơi không sáng suốt. Thor vẫn luôn là chiến binh mạnh nhất trong hệ thống thần Bắc Âu, hắn ta mạnh đến mức nào? Trong thần thoại Bắc Âu, vì Thor một mình chạy đến phương Đông để giải quyết rắc rối do yêu tinh khổng lồ gây ra, khiến cho các vị thân ở Asgard không có chút cảm giác an toàn nào. Lo lắng bị tiêu diệt nên họ đề xuất xây một bức tường để bảo vệ mình, đây cũng là nguồn gốc của câu chuyện xây thành nổi tiếng sau này. Nếu chỉ nhìn vào câu chuyện này thì các vị thần ở Asgard dù có cộng lại cũng không phải là đối thủ của một mình Thor. Tất nhiên, Trương Hằng đã xem rất nhiều thần thoại, cũng hiểu rõ trong đó có rất nhiều chỗ không hợp lý và mâu thuẫn. Sức chiến đấu trong những câu chuyện khác nhau cũng rất bình thường. Chương 1770, tình huống nguy hiểm.
Nhưng bất kể là câu chuyện nào trong thần thoại Bắc Âu thì vị trí chiến lược C của Thor trong số các vị thần Asgard là điều không phải bàn cãi. Hơn nữa hiện tại hắn ta cũng là người có danh tiếng lớn nhất trong số các vị thần Bắc Âu. Đây cũng là lý do tại sao lần này phe cựu thần Odin phải mời rớt cùng giúp đỡ. Nếu có thể, Trương Hằng cũng không muốn đối đầu trực diện với Thor. Vì vậy cách an toàn và khả thi nhất để giết Seth là tấn công từ xa, nhưng ở đây có một vấn đề. Trương Hằng nhìn vào những đạo cụ trong tay, chiếc cung ôn dịch và mũi tên Paris được coi là sự kết hợp được nhà sản xuất đề xuất. Trong đó mũi tên Paris sau khi rời khỏi dây cung có thể tự động tìm kiếm điểm yếu, còn chiếc cung ôn dịch có thể bù đắp cho vấn đề sát thương không đủ của mũi tên Paris. Nhưng mũi tên Paris dù sao cũng chỉ là một đạo cụ cấp D. Cho dù có hiệu ứng dịch bệnh mạnh mẽ đi kèm của chiếc cung ôn dịch, nhưng điều kiện để hiệu ứng này có hiệu lực phải dựa trên tiền đề là mũi tên Paris có thể bắn trúng mục tiêu. Còn với tốc độ bay của mũi tên Paris, đối phó với những người bình thường có lẽ là đủ rồi, nhưng đối mặt với sinh vật siêu nhiên, đặc biệt là một vị thần mạnh mẽ như Thor thì rất có thể đây sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng không thể bỏ qua. Ngoài ra còn một điểm nữa, mặc dù cung tên là vũ khí tầm xa nhưng nói thật thì tầm bắn hiệu quả cũng có hạn. Không cần cân nhắc đến việc bắn vòng cung, bởi vì đặc tính của mũi tên Paris khiến nó rất khó để bắn vòng cung. Hơn nữa bắn vòng cung cũng rất dễ né tránh, còn nếu chọn bắn thẳng thì tầm bắn tốt nhất của chiếc cung ôn dịch cũng chỉ khoảng 60-70 mét. Ở khoảng cách này, chỉ cần một tích tắc là búa của Thor có thể bay tới. Còn việc sử dụng súng ống hiện đại thì chắc chắn có thể kéo dài khoảng cách an toàn một cách hiệu quả. Cũng không dễ bị phát hiện hơn, nhưng súng ống hiện đại cũng có nhược điểm của súng ống hiện đại. Nói thật thì Trương Hằng không biết đạn có thể gây ra bao nhiêu sát thương cho sinh vật thần thoại. Hắn chỉ dùng đạn bắn Nyarlathotep, đã sử dụng vũ khí chống tăng có sức công phá cực lớn, đường kính nòng súng đạt tới 25 ly. Đạn được trang bị cũng được cải tiến từ đạn dược hai mục đích nổ mạnh của trực thăng. Trên thực tế, cảnh tượng trông khá ổn, đánh cho Nyarlathotep rất thảm hại. Tuy nhiên sau đó hắn ta lại nhanh chóng phục hồi cơ thể của mình. Thậm chí còn có tâm trạng nói nhảm với hắn. Còn Seth, Trương Hằng cũng không chắc hắn ta có thể chống đỡ được việc bị vũ khí chống tăng bắn vào đầu hay không. Trương Hằng cũng không phải không cân nhắc đến việc sử dụng vũ khí mạnh hơn. Chẳng hạn như súng cối, thậm chí là tên lửa, nhưng hắn vẫn chưa biết vị trí hiện tại của Seth. Nếu ở khu vực đông dân cư thì rõ ràng không thể sử dụng những vũ khí sát thương hàng loạt này. Nhưng rất nhanh sau đó, Trương Hằng lại nghĩ đến hai người nước ngoài đến khách sạn giết tiểu thư Succubus trước đó. Rõ ràng họ không phải là hành động nhất thời, mà là có âm mưu từ lâu, thuộc về một tổ chức bí ẩn nào đó, thân thủ rất tốt. Hơn nữa đằng sau dường như còn có sự hỗ trợ của thần điện thoại, nếu không phải vì gặp phải Trương Hằng thì tiểu thư Succubus có lẽ đã phải bỏ mạng trong tay họ. Còn vũ khí mà họ sử dụng vừa vặn là một khẩu súng lục, nghĩ đến đây, Trương Hằng lái xe đến một góc của khu dịch vụ gần đó. Sau đó mở cốp xe, khẩu súng đó đã được hắn cất vào túi du lịch. Đây là một khẩu M1911 rất phổ biến ở nước ngoài. Trương Hằng cũng không biết bọn họ đã mang khẩu súng này vào Trung Quốc bằng cách nào. Nòng súng còn được lắp thêm ống giảm thanh, rõ ràng là khi ra tay không muốn gây sự chú ý của người khác. Thực tế trước đó Trương Hằng đã kiểm tra sơ qua khẩu súng đó, không phát hiện ra điểm gì đặc biệt ở vẻ ngoài, nhưng lần này hắn mở băng đạn ra thì lập tức phát hiện ra sự khác biệt. Trương Hằng lấy một viên đạn ra khỏi băng đạn, quan sát kỹ lưỡng. Viên đạn này hoàn toàn khác với những viên đạn thông thường, dường như được làm bằng bạc nguyên chất, đầu đạn được bôi một thứ chất lỏng không rõ là gì, còn đáy vỏ đạn thì khắc chữ tiếng Do Thái. Vạn vật đều phải chết. Sau đó Trương Hằng lại dùng tàng sáo cậy một viên đạn ra, nhìn thấy bên trong khắc những đường vân thần bí phức tạp, cùng một giọt chất lỏng màu đỏ sam giống như máu. Trước đây Trương Hằng chưa từng thấy viên đạn nào như vậy, không, thậm chí còn chưa từng thấy viên đạn nào hơi giống một chút. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một viên đạn được chế tạo ra để đối phó với sinh vật siêu nhiên. Trương Hằng không biết viên đạn này do ai thiết kế. Cũng không biết nó chỉ được dùng để đối phó với tộc Succubus hay có thể có hiệu lực với tất cả các sinh vật thần thoại. Các bạn vừa nghe xong tập 177 của bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.